Xin chào cả nhà, hôm nay mùng 6 cả nhà, cả gia đình mình đang đi ăn cơm gì nha cả nhà. Đây, tên Rêu ơi. Rêu à, mình đang tới tới con gì ta? Cái gì ta? Ê, gã lớn mình nha cả nhà. Rồi biết. Xe đó không có được đi đâu. Đi đấy, kìa. Chào cả nhà đi con. Đây. Thì chết. Ghê quá. Đây nè. Đây. Cái tay đâu á tay? Gà tay. Chị dài qua đây nè. Ấm tem nè. À cả nhà thấy hôm ở đây mai rất là nhiều luôn nha cả nhà. Wow. Quá đẹp luôn. Đây, trai mình lý lắc lắm nha. Ăn kem không? Em mua kem cho. Đi từ từ, chờ đi chung nè. Để lạc. À, thấy không cả nhà, à, rất là vui. Hôm nay mới được chắc. Gấu nằm cái nào à? Em không biết. À, nhà xe nè cả nhà ơi, rất là vui luôn nha. Hôm nay là mùng 8 Tết, có mặt ở cuối đường Lê Dĩnh nha cả nhà, ở quận 1 cuối đường Lê Dĩnh. Đây, ba mẹ con đi. Ở Thảo Cầm Viên, ở đây là vùng chim. Đây, cuối đường Lê Dĩnh nha cả nhà. Ai chưa đi thì tới đây chơi nha, dắt con rồi tới đây chơi được nha. Đây. Ở đây là vòng xoay nè cả nhà. Trai mình đây không dám thả lạc lên. Đúng rồi. Quay cho cả nhà xem nè. Trò chơi cảm giác mạnh nha, đầy đủ trò chơi hết luôn nha cả nhà. Đẹp. Ơi. Bánh lát nữa mẹ mua bánh cho Rio ăn nha. Còn mình nãy giờ nó vui quá, được lần đầu tiên được mẹ dắt đi chơi nè. Rồi. Lần đầu tiên được dắt đi chơi. Vui quá trời vui kìa. Trò chơi này cũng rất là hay nè. Còn mình nhỏ quá, mình không dám cho bé chơi. Đây. Chơi cả nhà. Qua kia sư tử nè. Qua sư tử. Đi cái tay. Đây là khu vô nhà chơi, đi xuống đây nè, mới có con này con kia. Đây mày dắt xuống đây chơi. Đây mày dắt xuống đây nè, trời nó quậy lắm luôn rồi cả nhà ơi, lắm lắm chứ. Mới có một túi mây quậy nó không chịu đi luôn nè. Ẩm luôn.